Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một số sản phẩm được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm có một bộ bàn ghế ăn gồm có 10 ghế một bàn mẫu hoa tây Louis hàng khủng, mặt tràn hàng đục thủ công, đục chạm bằng tay, tứ diện đục bốn mặt như nhau, mặt trước cũng như mặt sau đục như nhau. Bộ bàn ghế ăn bằng chất liệu gỗ hương đá gồm 10 ghế bàn và bộ cuốn thư câu đối. Cuốn thư câu đối chất liệu gỗ gõ đỏ. Đấy, toàn bộ chữ được dát vàng Đài Loan và một chiếc bàn cơm. Và Thành Luân chúng tôi làm theo yêu cầu của một khách hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hàng của cơ sở Thành Luân chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đóng gói đi bàn giao cho gia đình, thì có lưu lại một đoạn video clip này để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng nói chung và gia đình những khách hàng đã đặt hàng cơ sở Thành Luân chúng tôi nói riêng. Đấy, siêu phẩm này được Thành Luân chúng tôi là làm toàn bộ đều là làm thủ công bằng tay. Đấy, đục chạm thủ công bằng tay 100%. Những chiếc ghế này thì chúng tôi, cái mẫu này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất chi là nhiều ở trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Thành Luân cũng như là fanpage có tích xanh Đồ Gỗ Thành Luân trên Facebook. Đấy, đây chúng tôi là gồm có 10 ghế nhá, 10 ghế một bàn. Chúng tôi để 4 ghế một bên, một bên một chiếc ghế chúng tôi để phía đầu kia và một ghế ở để đầu này thì chúng tôi để đây. Tôi để ghế chúng tôi làm rất chìa to, hoành tráng và đường nét được đục chạm tinh xảo, đường nét đục thủ công bốn mặt. Và chúng tôi khẳng định rằng ở trên thị trường không có cái loại ghế ăn nào mà địch được cái mẫu này của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, bình thường thì cái mẫu ghế ăn này chỉ là các cái hàng nhái ở trên thị trường thôi. Đây là cái mẫu đầu tiên chúng tôi cho ra mắt, nhưng mà thị trường họ nhái rất là nhiều. Vì vậy là quý khách hàng khi mua hàng lên lưu ý và xem kỹ chi tiết mà chúng tôi giới thiệu. Vâng, ở tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi lúc nào cũng có rất nhiều các mẫu. Đấy, cái mẫu ghế ăn này chúng tôi có rất nhiều và có nhiều loại nữa để quý khách hàng so sánh. Nếu khách hàng nào đã về thực tế mục sở thị tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi rồi, chắc chắn một điều rằng quý khách nhận ra ngay. Đấy, nếu mà được chúng tôi để hai cái ghế ở cạnh nhau thì khách hàng có thể nhận ra ngay được cái sự khác biệt hoàn toàn. Đấy, hàng thông thường và hàng khủng. Từ cái chân bàn này, cái chân bàn này khách nhìn thấy đây, đường nét đục chạm rất kỹ luôn, chân trụ người làm rất chi là lớn, to, hoành tráng, khỏe, rất chi là khỏe. Mặt bàn này chúng tôi làm mặt bàn dài 2m2, 2m27 và rộng 95 phân. Đấy, hàng siêu VIP luôn. Và cái phần đục chạm thì chúng tôi không phải giới thiệu nhiều, chắc chắn một điều là quý khách đã có thể nhận ra ngay được hàng khủng của Thành Luân chúng tôi, nó đẹp cỡ nào. Clip khách đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hai số điện thoại của chúng tôi đây: 0967 110389, 0972 770888. Thành Luân chúng tôi rất mong muốn quý khách hàng có thể bớt chút thời gian để trực tiếp cơ sở Thành Luân tôi để tham quan và mua sắm. Và đây là cái mẫu ghế ăn mặt tràn, như mặt tràn tức là cả một tấm nguyên khối gỗ. Và bình thường hàng không phải mặt tràn thì là hàng long khung, ván 2 phân, khuôn mặt là 3 phân. Đó, đây là eo theo yêu cầu là thích làm mặt tràn thì tôi làm mặt tràn siêu VIP và đẳng cấp. Và bộ cuốn thư câu đối gỗ gõ đỏ, 3 chữ ở giữa là Đức Lưu Quang và một bên là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh, một bên là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Đấy, câu đối hai bên, một bên là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh, một bên là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Đấy, 3 chữ ở giữa này là Đức Lưu Quang và một chiếc bàn cơm. Mọi thông tin về sản phẩm khách vui lòng liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại Zalo của Thành Luân chúng tôi: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Hoặc khách có thể về trực tiếp tại cơ sở của Thành Luân tôi để tham quan, sở thị, mua sắm. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp thì quý khách vui lòng comment bình luận dưới video clip dưới này. Tôi luôn luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng để cho ra mắt nhiều sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao hơn. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube và fanpage Đồ Gỗ Thành Luân trên Facebook có tích xanh.
kết bạn Zalo hay số điện thoại của tôi. Vâng, Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Rất mong quý khách hàng có thể bớt chút thời gian ủng hộ của sở Thành Luân bằng cách về trực tiếp tham quan tại xưởng luôn. Vâng, Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.